Bà sư đấy nhà đọc nghĩa là những riêng simulation PLC cho mùi nâng cầm thi Factory IO mình tỏ tiền. Trong video mà riêng nâng kỳ dân riêng pra bụi tông phí nâng nâng cầm thi Factory IO đang bày chọc bên chìa bè conveyor. Cứ bụi tông mùi xâm rạp start, bụi tông mùi tới xâm rạp stop. Các video mà riêng môn kỳ dân pra tập bụi tông mùi dạy chọc mùi, đồng lại cá chọc mùi bệnh. Bệnh tái lượng nâng kỳ dân pra bụi tông phí mà đòn kỳ dân pra bụi tông start and stop. Ok, chúng dân create project bằng tác dân simulation dùm mùi đơn cầm thi Factory.io cứ dân thực cả template xâm rạp project Factory.io kê đài đảm bày ai viết score dùm mùi đơn Factory.io chẳng hạn đấy dân download được nông link bằng nhóm khác grab với cái chỗ download được nông website Factory.io của bạn này chẳng hạn đấy cứ template bằng nhóm pra dùm mùi đơn Simon Simon Portal V Dumper chứ như copy template bỏ Dumper version 3 này tao khi pra version mà copy template năng tới ok chẳng dân cho đo lab lab dot muối just convey ok, nơi không trọng trọng nếu nhầm bắt cả template nếu không đi tăng mùi nâng chứ nhầm tới bài vì mòn máu chứ vì tôi mẹ riêng môn môn cứ nhầm create bởi chị nếu không nâng áp bản tác bởi dân create bởi score dù mùi nâng simulation dù mùi phép từ rời ai ấu anh chẳng dân thì cả template bỏ kê đã cái tròn máu vì ai score dù mùi nâng cảm thi phép từ rời ai ấu bỏ kê mòn. Ok, chắc dân switch từ project part time á, project view. Ok, nếu như PLC bắt kê đài kê create xâm rạp ai sang simulation dù mùi nâng factory dạy ở bắt kê. Bởi xâm bài dân add device á, cứ vi up score dù mùi nâng cầm thi simulation bắt kê chắc bạn nhóm thực ra pra sample bọc kê template bọc kê chân biết đôi chắc này có đó cái chọn câu mùi dùm luôn bất thái là vậy ở viết score dùm cầm thi kê ok chân dân đôi video mẹ rin môn môn chân dân thực ra reprogram block nước nông main ob này đồng bây ai chọn lạc hàn đặt logic ao viết đồng lạc cao của mình đồng lạc cao chân dân nông lạc hàn này cứ dân biên option p thật ra tới vì mình cái rip logic bao giờ mình block diagram bao giờ mình chọn rip vì mình bị thi xem xem cái này dân chọn mình bị thi trả chứ nhưng thật ra hàng bây giờ cái chuyện simulation dùng mùi những HMI cứ dân bảo bụi tổng chuyện bật bài cứ việc dân ảnh bảo set reset rồi cái dân dùng mùi những normal open or close sao cho dân cái option là dân chọn rip. Ok, chẳng được nếu cứ nhầm ra set reset từ đại lời cuối set reset cái dân riêng hiện tình. Ok, chẳng được không đấy cứ vì admin ở cụ tế và sau đó vì chẳng bài vấn đề dân thử switch phía xa vì từ ladder LAD này và sau đó dân ra tùm rong lại cái này ở đây phía xa không phía xí vì viên xanh xanh nhé chẳng dân riêng ra cho mình đường ladder. Ok, chẳng đến cư dường ai cái điệp trong chùm loại này. Network mỗi cư kê riêng đồng bày ai ai kênh đạch chùm mùi những PLC simulation chùm mùi factory ở bà kê. Chẳng dường tê ca nằm ở open mùi đồng bày kênh đạch input đào ý chơn bụi tông stand. Chẳng nhằm tăng ảnh nhạc trong chùm loại này. Cư nhằm đặt input ai xôn trịt xôn cư nhằm pra address input sau thì sau ok chắc trong nếu nhầm bắt đầu chung một viên sẵn rename tag start chắc nhầm cái này chung mùi nắng bụi trong start hai dân miên cái lại result output và dân cái dân ta set mùi mà chắc dân mơ cái lại trong chung lại nít nơi không basic instrument instruction chân do bit logic máu cứ dân ro chân set bao dân này cứ set chúng dân được bật click mắt đã bị tìm set cha cái này nick chương output và chúng đã bị chia bell conveyor chúng dùng para queue zone trên zone cứ dân vô address zone trên zone chúng
đặt rename về mắt rồi sân bay chứ mình trong rename đặt trong cái đặt từ phần tay còn tha về tới dương cái này chủ yếu phải từ ở những ở bộ bạc cầm nọ đặt tạo sinh nhãn chưa ngắt chứng nhiên đặt mua vía màu chứng nhiên sẽ bé con bây giờ ok ha nắng cái này đầm bay cái này chơi chủ mùi nắng bé con bây giờ bạc chơi hai chân thả lại mùi chết mà đầm bay cái này chủ mùi nắng chơi bữa tổng stop chứng nhiên chơi này brand thả lại ok chẳng trong chấm đợt này video mới riêng nhưng thôi chúng mình đang ở chấm ái nhưng normal open bên tay đặt xa button nữa button stop nơi không factory ở mình thấy không factory ở gần đây cái gì chỉ thom đá normal vía cứ chuột normal cứ close chẳng đặt xa cảm ơn dân para cần đặt chúng mình đang normal open nè và sau này dân đặt chúng mình bật tông normal stop minute time normal close chẳng viên đang chụp kia chẳng như đặt normal close màu đầu bây dân đặt chúng mình đang bật tông ở tôi cần đặt cứ có mọi việc run plan để chúng mình đang chơi reset ok trong trường hợp này cứ nhắm para address e sound chuyển mùi chẳng như có mấy chọn chúng mình lỡ dân para e sound chuyển sau này chẳng nhắm cho e sound chuyển mùi chúng tôi thay vào viết nhầm đặt ở bụi stop oh sorry rename tag stop hãy trang bề màu hãy trang trong lệnh này cứ nhầm pra reset reset cứ nhầm pra address chú bề thân vì giờ đài mắp cứ nhầm pra address tầm mùi vậy là vì năng lập chẳng nhầm đây là bởi trong start trực bác chẳng à cả lại chương xu xôn trực xôn nâng address output nâng cư vi nâng output phần nó bây ra dưỡng trực bởi trong normal stop normal close bởi trong stop nâng factory áo chẳng phần nâng bởi chúng ta cả lại chương reset ní hai vi nâng bắt đánh phần cả lại output xu chào trong trường hợp này chưa thông đã bây giờ rằng được không cảm thì lấy cư vi năng auto shop từ normal reset này bên tay nó bây đây dừng cái này chúng mới chơi bực tông normal ở bực tông stop để không factory ở chân vi năng cái này nó cư vi năng bật lượng chào vì miền tập hòa rất là chân trong đã vị thi mới trước khi dừng para normal open từ đá bên tay dừng thời para not nơi bị khang một việc tùy được mình ok chân dừng CQ và dừng người bình đẳng ấy chân dừng ở lấy dân simulation chào hai tới trăm dân tiền đặt cho mùi nhận cầm thi phép thì ở hai chân link mà cho mùi nhận PLC sim mặt dường ok nhân dân cho start simulation nào ok chân về cục bằng đồng nói càng chân dân bài factory ở hai mắt chẳng hạn đấy cứ việc chạy nhãn chẳng PLC sim mà chẳng cứ chập đàn start tháng chẳng dẫn search mới bị cảm thì dẫn từ rồ PLC là bởi link program cho từ nóng program block mà dẫn cho nóng PLC ok này cứ việc search khởi nhé này cứ dẫn start run simulation cứ việc search simulation khởi mùa vậy chẳng dẫn load program từ nóng PLC simulation nâng màu hay là dẫn vô Agatha nâng màu chúng bị compare program template chúng dân load program cho tới chúng ta lại option để dân switch tới start mode dù mắt nơi bị chọc PLC sim mà chúng cứ chọc đang rằng ok chẳng dân từ factory IO bao giờ dân create new site máu này cứ anh để dân tài liệu minimize vi chào xanh mắt của bài từ chẳng dân tk b con về giờ bao giờ chẳng nhầm dọc của mùi mệt mà chẳng dân mơ sinh nhà tự đại này cứ tự đại từ một ok đầm bay ao dân đầm tha về đầm lại cao đầm lại cá sru mới cứ dân tra drop event mùi máu chân
chỉnh vi máu đảm bảo tin lặng lỡ. Nhìn lại smell máu. Ok, chẳng dừng thử về màu này, em vàng màu này. Ok, chẳng dừng sẽ tỷ lệ bộ phê tỷ vàng tỷ máu. Dừng bạch tạp lại đây đấy. Dừng bạch lại bạch in mình đấy, chừng tạp lại chào tỷ ngó hết bạch tỷ lệ bạch lại đấy. Anh đấy, bạch sinh mà bộ phê tùm đến dừng trong tỷ lệ khá. Ok, anh đấy dừng đặt cái lại đo ở vắn trên mũi mắt, nó bị đại vắn tới đo nó đo trên mắt của mọi người khơi thẹn ở máu cào mình nhảy nhảy chẳng đo tì tăng đại thời đo trên nhảy. Ok, chẳng heo nhé, cứ dừng kinh địch bè khẩn rủi giờ bao giờ, chẳng nhân thời đã PRC bao giờ, chẳng nhân đã khẩn lầm mùi máu, đồng bây xâm rạp chạp cho mùi năng pháp PRC bao giờ. Chúng trong trong lệnh này. Ok, đặt này kháng một nít mà. Anh ấy cả đi dài bây giờ trong rip tình này đặt PLC tình này is an. Chứ nhìn bà bọc mùi mà xâm rạp đặt PLC bây giờ. PLC bây giờ đặt này kháng không nặng. Phản tình chia simulation này. Chúng dân bạch, nó kháng này dân bạch tin PLC à. Nó chọn đặt hai ưu tư hoa dân đặt không bọc PLC bây giờ. Đã được nông bảo nâng. Ai được nông nâng cứ miền bởi tổng start nâng stop nâng bây áo kê chọc. Chẳng nế cứ bởi tổng start. Chạp khó ọp chí. Chịnh vi mắt lực lạng lớn đi. Nãy cả còn tất cả đi giá trong thả đạo mạch xa đợi cái chuẩn. Chẳng dừng tất cả bởi tổng stop mùi tiết. Xong tất nhầm là bộ lòng flat. Ok, chẳng dừng sẽ bởi tổng stop bởi dừng ở xa tỉnh mắt. Đã chạp cái mùi nâng bảo. Rương kênh đạch xa dừng mạch khóa hay còn ta simulation đi. Ủa ta hỏi thà cái kênh đạch xa hao giá hay. Kênh đạch chỉ mùi nâng bọc hút lơ ngay áo hỏi vậy. Chẳng dừng hỏi tập chọc viên ta chỉ mùi nâng PLC mà. Bởi tổng admin ấy kênh đạch chứ còn ta kênh đạch chỉ mùi nâng PLC nâng tích tích dừng kênh đạch vậy. Ok, lạc khăn dừng chọc anh ấy. Ok, dừng nhầm sạc rằng mơ dần. Chẳng dừng chọc chọc mũi đưa ở lọt này. Này cứ bê đại dừng chọc viên làm lại cả dừng khơi chú mùi viên bò lương ấy. Chọc làm lại cả là bê đại đọt lái viên ảnh lý dành vào mình. Xem mà bởi tổng stop cứ việc tùy mình dừng ở chọc tới cứ sai viết cứ chọc vậy này khơi bò lương. Bê đại dừng chọc viên chậm họ. Ok, chắc mà anh nhầm pra normal cloud. Được không xích vi bao giờ. Ok, chẳng rồi cho rõ là chẳng nhìn thử chọc viết tới chú mùi nắng PLC simulation bao giờ. Đây cứ việc cục ngân đoàn ăn này. Chẳng PLC mạng tên cứ dừng tục này không nặng. Bên ta hết này không đi visual lên ở miền đây. Chạp tập 2 dừng cái này không nặng này. Chẳng dừng cho không file map. Cho driver. Ồ, mà nhờ chọc ra này nhầm bệnh răng bị chào xin. Dừng cho driver. Dừng ta vô PLC simulation bao giờ. Anh đi về nâng auto gần đây để xem những config đồ chạy và xem bà ở gần đây để làm cái này cho config máu. Xem bà PLC và dân cứ dân ra bập hệ đập RAM ở series đập RAM chẳng như switch tới vô series đập RAM ở này cứ series đập RAM. Ai dân anh đi nhắm thích auto gần đây chẳng như bây giờ dân chọn gần đây cứ bị nâng auto gần đây này này cứ dân khi nhạc cái hết. Ok, chẳng mạnh cứ dân miền bụi tổng start. Này cứ security và dân cứ start cứ dân gần đây chùm mùi nâng input e sound sound stop cho mùi nâng e sound chụp mùi chẳng dân tay chọn màu bụi tông start này start bụi tông bạc dân cứ e sound chụp sound chẳng dân chọn bụi tông bạc dân cho mùi nâng e sound chụp sound bụi tông stop cứ e sound chụp mùi chẳng mai ai bé con video bạc dân cứ dân pra cho mùi nâng nà bé con video bạc dân cả lại phụ output cứ dân pra chụp sound chụp mùi chẳng đâm là cài. Anh ấy xâm rập nét ốc này trong design test xạ mơ tha ở trong ảnh bộ phụ này là bộ tông PLC bà dương ai em kết định này là bộ ốc này trong ảnh viên phương quá phlư rồi gọi dương ai kết định tiếp màu bản tay này không nếu nhầm output miên tập chú xôn xôn chụp mùi dân chẳng dương thử kết định chụp mùi nâng link tập phương tới chương nào mùi trình chẳng nếu không nếu nhầm ạ kết định chê
chẳng có sân bà chọn tháng tháng tới là hành đến pool và play nhà mặt hàng và ta bị chọn ai lỗi dân nằm pool ở việc play tiền màu ok chẳng dân sạc ran sạc mở về cần đặt chuẩn bị nâng PLC vậy ok chẳng nhâm sạc ran mở chẳng ở sân bạc bê phần video và dân cứ ở toàn đầm đài cài chẳng dân sạc chạy bê tông start nữa này cứ về nâng đầm đài cài lớn về nâng rung tới bê phần video và giờ này ok chứng sân bay dân chạy bị tổng stop chứng cứ vì nó chụp đầm bà cài chứng chứng chạy start stop ok sân bay dân từ mơ block diagram bà dân chứng dân sẽ monitor về mình này cứ dân thời là nhé anh ấy dân cái này chúng mình đang cần thì factory ở cứ dân para template bắt kế anh ấy cứ dân khơi lan power vì auto run output từ đó chu xong chuyện sau này cái này bear convert giữa cứ việc tầm lại ca thì chẳng được về đà dân chuyện button stop chẳng dân sạc start button này cứ nó phải đại diện cho bước tổng start này cứ thân gọi là ba phần giờ thân vì giờ bài dẫn bài toàn bài toàn nhắm chuyện lên bài chẳng nhập ở bên tâm lại càng lên bài nó phải đại diện cho lên gọi là bước tổng start để tiếp cho học chứ lên tiếp cho học tới chỉ mỗi nhắn ba phần vì giờ thấy biết đó mà mình vẫn đang nghe tới sao dân pra bit logic tập hệ set á chứ nó phải đại set ở vì mùi hãy cứ vì mùi cho học vậy lúc ra tới chừng pra anh ấy cứ bước tổng stop anh ấy dùng normal clock cứ cho bài vận tải dùng cái này chuẩn bị được bị tổn stop cứ vì năng ao mùi đến chẳng vì ta chậm hò vậy chẳng là phải đại dùng chốt chậm hò chẳng là normal clock này cứ vì năng cho bài vậy chẳng lên những run tại đó reset chẳng là phải là reset ao tập lên cho rồi viết cứ vì reset vì từ sau vậy chẳng là nhặt vì dùng para từ mùi vậy chẳng à mùi set à mùi reset chào chẳng nhưng chỉ bị tổn reset chẳng lên vì run mà đó hết nếu bây giờ việc tự tu bàn lớn chứ anh nhận nó cứ việc cầm đặt ở sâu mình chứ bàn bề phần vì giờ bật chứ ở tập là cả chứ như stand nó chứ lên việc rung trầu tới tụi bây việc bàn mà vẫn có set nó cứ việc nó chạm lên output mùi từ đại chứ chuẩn bị trong stop reset chứ biết chụp tập là cả và sân bay chứ chọn làm pool ở đi play tiếp chứ rip tiếp màu chứ pra anh nhận ai xem tiếp màu chứ tiên mất ok chắc để không bị tao nó cứ dân con ta check pra bụi tổng phí đồng bài bị chia bè thân vị giờ đồng lại cá rồi có bật bằng năng mạng là chăm bị tổ bật tập để chăm dân riêng pra phòng học sensor đi thách ở đồng lại cá rồi xoay bộ quân chân bị tổ bật tập tiếp bài chi dân riêng kinh lịch pra HMI đó dân pra HMI bị chia dân pra touch screen cho chia user input user interface chia input tới ai về đồng lại cá ok chẳng chẳng được khi video mới đến trọng điểm bao gồm